Đó. Quay mà chụp vậy? Này quay hay chụp ta đâu biết đâu. Trời ơi, cái quân què gì vậy? Rồi hôm nay là quý vị biết mọi người đi đâu không? Đây, đang đi chùa Hoằng Pháp ở huyện Hóc Môn. Hôm nay thì bạn thấy áo đen đã chuyển qua thành áo trắng. Đã làm thiên thần rồi mọi người ơi. Ừ, thiên thần hôm nay tại đi chùa cho nên thành thiên thần đó cả nhà. Đó, hôm nay em đã được tạo hóa tái sinh lần 2. Hôm nay em đã được tạo hóa tái sinh lần 2. Từ màu đen chuyển qua màu trắng. Đó, trắng trong từ trên xuống dưới. Tại vì Đây, xin có mọi người mày đúng không? Trời ơi, người ta dễ thương không? Con thỏ nè. Không, bởi vì mình là con thỏ cho nên bị con này nó ăn. Ủa, nó khoái ăn mà lắm. Mày quay nhẹ nhàng, nó lắc người ta xem người ta nhức đầu, ok. Tay thôi, mỏi tay lắm. Trời ơi, ủa vậy hay người ta quay đi, để okay, người ta quay đi. Okay. Ê, ủa vậy luôn hả? Ủa được luôn á hả? Ok, được hết. Qua tay của người ta là được hả? Ok. Trời ơi là trời, quý vị thấy không? Hôm nay cái con camera áo đen này đó, hôm nay em đấy đã trở thành thiên thần áo trắng rồi. Mà quý vị biết làm sao đi chùa không? Đó, thì cũng từ quay MV mà ra. Dữ quá. Cho nên giờ đi chùa tĩnh tâm lại cho bớt dữ. Rồi mặc luôn bộ màu trắng cho giống thiên thần. Mà không biết có phải thiên thần không hay là cái gì thì mình không biết được nha quý vị. Trước khi hôm nay mình trả nợ cuộc tình với nó thì mình sẽ dẫn nó đi chùa cho nó tĩnh tâm tĩnh khẩu, cho nó hiền bớt. Thôi mình phải tu dưỡng giáo dục tính cách của em ấy lại. Đó, thấy chưa, ở trong chùa mà nó còn không tha đó quý vị, thấy chưa, con này nó có mặc bộ đồ màu trắng đi chinh nhờ nữa thì tính tình nó vẫn là màu đen thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tà tư, bye bye, hẹn gặp lại ở clip tà tư nha cả nhà. A few moments later. Hello mọi người. Ôi ơi, đang giúp cái mình là trời đó. Chào mọi người, nhìn đây mọi hello. Người. Nó cũng sợ đi sắm bộ đồ mặc cho có chị của em, có bạn, có bè, cho giống như ngã chúng sinh. Nani? Giống thiên hạ chúng sinh. Ok, vậy đó, hôm nay mình nói chuyện vậy không đó. Trời ơi, công nhận mặc bộ đồ tâm linh, nói chuyện nghe tâm linh liền quá vậy ha. Ghê. Nó lớn, nó nhỏ mà nghe đâu. Tại vì không có cái mic, cho nên là phải nói lớn lên. Mà nói lớn thì chúng nó nhìn. Mà mình nói lớn mình đâu phải giống như người ta đâu quý vị. Đâu nói chuyện bình thường như người ta đâu. Mà đi nói lớn đó. Trời ơi, sao mò gì mà nó ơi. Thôi, nó đỏ rồi, trời. Nó đỏ, trời ơi. Nó y chang như cái mấy cái bà luôn á quý vị. Cái thần tượng con mặc bộ đồ màu trắng. Sơn cái môi đỏ rực. Y chang như mấy cái bà mà. Nani? Tâm linh nha. Có bố, có quẻ rồi, tình duyên rồi. Tình duyên là năm nay sim nó sẽ lên xe bông nếu như có người rước. Còn nếu không ai rước thì nó sẽ không lên xe bông được. Mà thầy bói này dễ bị ăn đập lắm quý vị. Nói chuyện giống như là ai có bói cũng được hết trơn. Rồi và hôm nay như lời đã hứa thì đây. Uống trà đào. Trà đào xả, uống cho nó xả nghiệp. Nó xả nghiệp, quý vị nhớ nha, nó xả nghiệp. Cái ly nè, đó là để qua đây. Hôm nay xin nó uống trà sữa, sữa gì hả? Trứng đúng không? Kem trứng. À, trà sữa kem trứng, đây là cà sữa kem trứng. Tại vì biết sao nó uống vậy mọi người, tại vì chưa giảm cân cho nên uống trà sữa kem trứng. Còn đây em muốn tăng cân, đây em muốn đào xả.
Tại vì buổi trưa không có ăn, chỉ uống thôi, cho nên mình phải uống cái này mình có năng lượng một lát mình để dậy. Còn mà mình uống mấy cái ly này một lát nó đói lắm, đói lắm có sức dậy. Buổi trưa đâu ăn hộp cơm nào đâu. Bởi sao không? Bởi vì nó hành, nó hành đi đi với nó từ sáng tới giờ không có gì trong bụng hết cả nhà. Mọi người ơi, mọi người đừng có nghe lời Si. Si nói hôm nay nó sẽ khao ăn. Ăn sáng, ăn trưa, cà phê luôn. Nếu mà tối mà đi được là nó khao tốt. Để tối em đi được nha mọi người. Có nhà mình tâm tu dưỡng tính tình cho nó đỡ nghiệp. Cái con này nó nói trả giá nhiều cũng dính đó quý vị. Thiệt luôn á. Ôi có tỉnh không? Tỉnh không? Mình gõ cái cho tỉnh lại nè. Ok ha, ăn miếng đào cho nha, nó tỉnh nha. Ăn miếng đào cho nó tỉnh. Trời ơi nó đào bới những chuyện tào lao thì có. Nó ăn đào vô rồi nó tào lao thì có. Chứ nó mà tỉnh à. Tỉnh được mới sợ á. Trời ơi tỉnh như chưa từng được tỉnh luôn. Ăn miếng đào một cái nó họng ngất ngay luôn. À để mình sẽ kiếm một cái dịp nào đó mình sẽ quay một cái MV. Wow. Tham gia Si nó hát mọi người chứ em hát là chỉ có chó nó nghe. Chứ em hát là chỉ có chó nó nghe. Trời ơi. Cái này tự thật nếu mà mình vẽ tự giác còn hơn đợi người ta phát giác. Ê quý vị khoan. Tự nhiên nhìn vô cái cam mà hai đứa ngồi kế bên đó quý vị coi nè. Đó giờ đó vậy. Ôi mà em trắng hẳn nha. Trời ơi cái mặt nó bự như cái bánh cái bàn luôn, cái bàn tròn quý vị. Tưởng cái bàn tròn mà đây để mấy cái mâm cúng này nè, đó không vậy nè. Ôi đủ luôn nghe, vừa luôn nghe. Ô thì tri kỷ. Ô thì là tri kỷ. Má mày nhìn nhau là cái thú vậy đó. Ôi chắc mày hiền á. Không hiền á. Thấy đi không? Có ai như mình không? Đi tà tưa mặc bộ đồ tâm linh. Tâm linh. Buồn cái thai ra liền. Kể cho mọi người nghe, lúc đi chùa thì mặc đồ của nhân gian. Lúc đi mà đi vô trốn nhân gian rồi. Thì nó lại thì mình phải tỉnh tâm. Mặc đồ chốn thiền môn. Mặc đồ chốn thiền môn. Cái kiểu nó giống như nó để ngược vậy đó. Đi vô chốn thiền môn thì mặc đồ của trần gian. Si tin đừng nói tới luôn. Hồng gọi là màu hồng phấn. Hồng phấn mà ta nói mà. Gọi là dịu dàng thì mì nít na đó mọi người. Gọi như con thỏ ngây thơ ngơ ngác vậy đó. Dạ đi vô chốn thiền môn mặc đồ vậy đó. Mọi người cứ thấy cái quần màu đen mà nó gì một cam một vàng xanh gì nữa đó, màu đỏ nữa. Ủa nó là y như là bảy sắc màu vòng nhưng mà vô chốn thiền môn nha mọi người. Mọi người biết làm sao không? Để mình nói lý do là đi vô chùa là nó đã đi vô chùa là phải tịnh tâm đúng không cả nhà? Cho nên là mình phải mặc dù mà mặc bộ đồ trần tục của thế gian nhưng mà nó vẫn phải tịnh tâm bởi vì trong đó là trong chùa. Còn mà dạ, đi vô quán nó rất là tịnh mọi người. Còn ra quán rồi là đến lúc mà nó hết tịnh tâm nổi rồi cả nhà, cho nên mình phải mặc cái bộ này để làm gì? Để mình nhắc cho nó nhớ dù đi đâu dù ở đâu cũng phải tịnh tâm, phải hiền, phải dịu lại. Hôm nay đã khao uống nước rồi phải hiền, phải không có được ăn hiếp mình nữa. Em đã tịnh tâm từ trong chùa ra tới trần gian, từ trần gian giáo thiền môn. What the hell? Mọi người hãy coi nó tịnh tâm. Rồi hồi nãy giờ uống thì review đi chứ. Nãy okay, giờ review. Lo nói quên review luôn nè. Review nó uống nè, quên rồi. Đào xả, trà đào xả. Trời nghe mùi thơm mùi trứng ghê. Thật ra là trà đào xả không có gì khác ngoài chuyện là mình nghe mùi đào thôi, chứ xả thì cũng thấy đâu. Nè, nó có được mấy miếng đào hả? Dạ có được 3 miếng đào, ăn cũng ngọt, cũng ngon. Nhưng mà thiệt ra là cái món để ở nhà làm ăn cũng được mọi người. Nhưng mà tại vì gọi là thích ra quán nhiều chuyện. Không, tại vì nó thích ăn tiền của mình đó cả nhà. Nó uống tiền của mình nó cảm thấy ngon hẳn ha. Trời ơi, bạn bè mà sao nói vậy được, hiểu không? Tự nguyện khao mà đó, ai xin xỏ ý ôi gì đâu. Vậy tự nguyện năn nỉ khao cho đó. Trời ơi, có năn nỉ khao. Tại vì biết sao không? Bởi vì tâm mình hiền đó quý vị. Mình hiền quá mà mình làm cái gì mình cũng phải đền ơn đáp nghĩa quý vị không? Đền ơn đáp nghĩa quý vị không? Người ta gọi là giống như tình thương, đừng ngâm đắp nghĩa của là chồng.
mình phải biết ơn những tâm hồn trong trắng đó, màu trắng, áo trắng. Mình phải biết ơn để cho nó được trắng hơn, để nó bớt đen lại, nó bớt nó đen quá nên nó muốn tịnh tâm. Chi tiền cho mình uống thì nó trắng lại, nhưng mà nó vẫn đen. Cái cô áo đen là ai, là quý vị tự hiểu, tự biết nha. Hôm nay mặc dù nó đã lột xác thành bộ đồ áo trắng nhưng mà nó không có trắng miếng nào á, quý vị thấy vậy. Chứ hồi tự mà quý vị biết không, hồi nãy không có kịp, không có kịp quay clip ở trong chùa, nha, chúng thiền môn mà nó vẫn nhận đầu em như thường. Trời ơi, công nhận nó hiền quá mà nó trắng ghê luôn á. Không có kịp quay clip đó, thấy chưa? Giờ nó còn lý lẽ lắc léo để mà nó luồn lắc cái tội lỗi của nó. Ghê không ghê? Cái mỏ nói xóm mình nhận vậy sao? Bây giờ công nhận cái mỏ mà kèn nói xóm mình kèn mỏ vậy. Không biết nghiệp gì đây. Nghiệp nhọn mà vừa lắm. Nghiệp gì? Kèn nói xóm mình kèn nhọn ra. Không hiểu luôn á. Ghê lắm. Con này hở cái không thấy thôi. Hở cái là nó nhận đầu. Hở là nó nhận đầu. Ok nó vẫn không biết nghiệp quật, nó vẫn tiếp tục tạo nghiệp để nghiệp được quật nó thêm mấy mục nữa. Nhiều khi mai mày ngủ dậy á, thêm mấy mục nữa nó trơn xung quanh cái răng của mày. Tận hưởng nha. Lúc đó mình sẽ phát tâm mà đi mua thuốc để mà bạn được uống thuốc, để mình sẽ xoa dịu cơn đau. Nói hoài nãy giờ máy nó tắt mấy lần luôn vẫn còn nói. Okay. Trời đất ơi. Mình sẽ ăn không nói nữa, tập trung uống nước. Thôi nói gì nói thì chứ hôm nay cũng đã trả nợ cho nó xong rồi, trả nợ tình xa đối với nó đã xong rồi. Thật ra không có nói là nợ, không nợ nữa đó. Tự nguyện. Không, đã ta nói rồi, cái này gọi là lòng biết ơn. Mình đã thọ ơn của người ta và người ta là đã quay MV cho mình, đúng không? Mặc dù MV của mình đó mình không có được tiền gì hết trơn quý vị, quay chơi cho quý vị coi thôi chứ có đồng nào đó, nhưng mà mình vẫn phải biết ơn người ta, mình vẫn phải trả ơn người ta bằng cách dắt đi uống, cho uống ly nước cho nó mát lòng, mát dạ chiến sĩ đó, để từ màu áo đen nó chuyển thành màu áo trắng cho nó hiền dịu ngọt ngào cái kênh á. Trời ơi, cái mặt giả trân dễ sợ. Không có miếng giả trân, không có miếng thiệt đâu luôn. Quá ư là giả trân luôn, trời. Thì cái clip mà đi trả ơn của nó ngày hôm nay tạm dừng tại đây. Bây giờ mà mình tắt máy một cái là quý vị coi nó quánh mình như con không đẻ luôn. Hồi nãy giờ là nó đang cố gắng để nó ghìm xuống để mà mình muốn nói gì bắt đầu. Thấy chưa, còn phải ghìm chưa? Ok. Cho nên là bây giờ mà đã nói một cái là nó quýnh liền. Giờ tắt, giờ học tắt, không dám tắt máy luôn á cả nhà. Quýnh quá, cái chợ nó. Trời sợ tắt máy bị ăn hiếp, Mà không hợp cái giả chân. Không hợp cái giả chân nào luôn á. Sợ nha. Rồi ok. Bye bye mọi người. Dạ, hẹn thì còn hai mẹ gặp. Ok, bye bye mọi người.